Thảo xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thảo Lương Cuộc Sống Ở Pháp. Thì bữa nay nhà Thảo đi chơi nha mọi người. Hôm nay mình không có ăn uống gì nữa hết á, mình sẽ đi chơi. Thì bữa nay nhà Thảo sẽ đi thách bua nha. Thảo sẽ đi xuống nhà chị, một người chị Thảo quen. Rồi. Đó, hồi nãy giờ đèn xanh đèn đỏ không, bây giờ mới bắt đầu ra chạy nè. Thì nhà Thảo sẽ đi ở xa lộ nha mọi người, nhưng mà bây giờ mình chưa ra xa lộ, sắp ra rồi. Tại vì hồi nãy giờ là ghé để mà một hả? Chưa, con bé chưa có gọi. Ngoài nè, Thuy Phô nè, cái chỗ này là người ta bán cây giống á mọi người. Hồi nãy trước khi đi thì có ghé Burger King để mà mua đồ ăn chiều cho hai bé luôn rồi. Hai đứa bây giờ đang ăn đi ghét. Đó, cái chỗ này nè, người ta bán cây trồng, cây giống rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ gọi cho cô Trúc nha. Ôi, cảnh sát ở phía trước nè. Ôi chị, em mới đề ba nha. 4 giờ đó, 4 giờ xuống tới dưới cũng phải chắc gần 9 giờ đó chị nha. Chắc cho 10 giờ đi dọc đường mình nữa. Quê thì cứ trừ hao đi ha, trừ hao 10 giờ xuất hiện. 9 giờ tới 10 giờ. Anh Xuân chưa về tới nữa, anh tới rồi, anh tới chưa làm. Ui, anh Xuân về trễ mà, anh Xuân 12 giờ mới về mà. Chưa đi mà, anh Xuân chưa đi mà phải không? Lên xe bắt hai nhỏ ngủ. Em đi em ghé Burger King, em mua ni ghét rồi, đang ăn trên xe nè. Tại vì Quy tại vì cho nó ăn xong đi lát ngủ, tại vì hồi trưa này em cũng có cho ngủ nữa, em kêu hất đi, hất để lát lên xe ngủ. Quy đó em cũng mà tại vì mình cho nó ăn trước để nó no chị, nó no cái xe lát nữa nó sẽ ngủ. Là lúc đó là nó ăn no xong rồi bắt đầu kêu no xong rồi ngủ gác là tới ngày đi nè. Ôi, trời ơi, em để cái máy đó chép mấy cái YouTube đồ để sẵn ở trên đó rồi mở lên hai đứa cho nó coi cho nó đỡ buồn đó. giờ là đi. Đi nay cũng vậy luôn á, chị mới dụ ngủ không á. Ôi, đó giờ đi cũng nhiều ngủ nữa, chị nói là con phải ngủ đi, con ngủ một giấc là anh ba mới tới. Đó, đứa nào cũng trông hết á. Nãy giờ mới sập đi. Con ngủ đi, nó hỏi mấy giờ, nó thì con ngủ đi, con ngủ dậy đi, con ngủ dậy con ngủ tắm rửa xong mình cho anh ba mới tới. Em mới ra khỏi nhà cái nó hỏi mẹ tới nhà cô Trúc chưa, mới sọt tì thôi là nó hỏi tới nhà cô Trúc chưa. Nói chung là giờ ba đứa này nó nôn nó gặp nhau. Tội nghiệp, gặp có bữa ngày mai vậy thứ hai phải đi về. Ê, đó bởi vậy không có thời gian. Quay mà tự thương thứ hai em hẹn là bắt to không mà bắt to là như thế. Quy đúng rồi, bởi vậy cũng kẹt chị thấy không, sáng thứ hai phải về sớm nữa đó. Quay 8 giờ nha. 4 giờ hả? 4 giờ 20 chị. Làm ở trong đại sứ quán Bali hả? Không, em bắt ba tay làm ba hai cha con. Quay. Ở mình Ina kìa. Trời không được nửa tiếng 15 phút rồi xong rồi. Quay nhưng mà phải chờ cái tầm cả tháng mới có mới lấy đó. Quay đúng rồi, còn cái ngày tới hạn này lại làm nên mới tại mình điên trên mạng rồi hết rồi. Quay rồi. Rồi ok, vậy ha, một xíu nữa. Quay cho tụi nó ăn uống đi rồi cho mấy kia nó okay. Ngủ. Quay ok chị, rồi. Thì em ngủ luôn, ngủ giấc. Em hả? Làm sẵn ly cà phê rồi chị. Chị không ba đó là đuối thôi. Cho ông lái. Nói chứ em đâu ngủ, ngồi nói chuyện. Rồi mình ra. Quay ra xa lộ rồi đó. Chưa có, trời ơi. Ra ô tô rút rồi. Mới rồi, đây. Okay. Chúc gặp cho tụi dạ, ăn dạ rồi tụi ok chị, đi. Bye chị nha, lát gặp. Bye. Rồi mình ra xa lộ rồi nha mọi người. Bây giờ là cứ một đường mà chạy thôi. Con chào ông bà cô chú nè. Con ăn gì vậy? Vừa ăn vừa coi YouTube không bà cô chú. Đó. Em thì còn đang ăn, còn chị hai thì ngủ rồi. Đó, chị hai ngủ rồi nè, thấy thương không? Ngon không con? Ngon không? Dạ ngon. Ngon thì sao? Nói bậy à? Ngon thì sao? Con ăn xong rồi con ngủ nha.
Dạ. Rồi con chào ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. Lát gặp lại. À, tối thui rồi nè. Trời mùa đông thì trời nó mau tối hơn, còn như trời mùa hè thì 9-10 giờ đêm cũng vẫn còn sáng nữa. Hai bên đường là rừng với núi thôi. Mình đi giờ này thì trên đường cũng không có quá nhiều xe đâu. Màn đêm buông xuống. Còn hơn 200 cây nữa sẽ tới nơi nha mọi người. Văn Thoa. Văn Thoa con. Bé nhà Thảo, bé lớn thì ngủ dậy. Ôi nguyên cái đàn chim nó bay về kìa. À, chắc mọi người không thấy, không biết thấy không đây. À, nó bay về cây nó ngủ á. Hồi nãy giờ đi là Thảo thấy mấy đàn luôn á, rất là nhiều luôn mọi người, nó bay. Đây là cái bên tay phải của Hảo là cái E nè. Cái chỗ này để người ta giống như là trạm dừng chân á mọi người. Hồi nãy giờ nhà Hảo cũng dừng hai lần rồi đó. Trạm dừng chân để đi vệ sinh, ôi uống cà phê hay là để ăn gì đó, kiểu vậy đó. Nghỉ ngơi, nếu mà đi đường xa quá thì người ta ngừng lại để người ta nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi chạy tiếp. Rồi bây giờ thì mình tới nhà chị Trúc rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà mình bấm chuông nha. Không có lạnh lắm. Rồi đi. Đi bấm chuông nè. Đây nhà cô Trúc nè con. Bây giờ là 9 giờ. Nè con bấm chuông. Bấm chỗ này nè. Bấm chỗ này. Bấm chỗ này. Mày bấm. Cũng không có lạnh lắm mọi người. Đó, Elina. Ủa, cửa mở hả? Quý, mở vô. Quý, mời mình vô con. Tới rồi. Tới rồi. Mình đi vô trước, mình xách đồ sao? Húp là bố sao? Sao? Phải không con? Không có lạnh chị ha. Không có lạnh ha. Trời ơi cao. Cứ gặp cái là cao, gặp cái là cao á. Nguyên trụ cao, cao. Quá trời cao. Bị ớn hả con? 4 lần á chị. Có 4 lần á. Đi vô con. Y nó chào Tâm Tâm kìa. Anh Ban. Con chào, con chào chào anh. Khỏe không con? Đi. Anh Ban thì không sao. Đi là bị ớn hả? Rồi mình đi vô nhà nè. Đi 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 vô nhà con. Đi cấp nghỉ mệt chút xíu hả? Cho em nghỉ mệt. Em nghỉ mệt chút xíu là tội nghiệp em. Rồi Elina nè. Em bị ói á. Thế là không lạnh ha? Không lạnh chị. Em bị ói. Cái gì con? Tao không có lạnh hả? Không, tao tao không có lạnh. Đâu có lạnh chị ha. Không, không có lạnh. Rồi đi vô nhà nè, con đi vô nè, đi vô. Sao tự nhiên không chịu vô nè? Nè đi vô nè. Chào con, khỏe không? Đó, chị Hai nè. Chị Hai cưng không? Thắt mấy biếm dễ thương quá. Dạ. Nè phải cửa dưới ha, đâu còn ngoài nữa đâu đúng không? Rồi mình đi vô trong nè, vô trong bếp nè. Ba ba ăn rồi. Bà uống gì con? Ba ba đói bụng nè. Cái này là maki sushi. Có gừng kìa anh. Chị Hai cuốn đó.
Đó, chị hai cuốn ủa sao hồi nãy tao thấy nó hơi bị đắng đắng ta? Cái gì chị? Sushi á. Maki á. Ngon sợ. Sao ba không? Ủa sao ba? Sao ủa mà chị này 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 để ba ăn nè. Ê mày mỏi tay quá ngồi cái con. Cái này ra xong nè. Gừng ngâm, gừng. Ngon thử thử, thử miếng thử. Trời ơi em không biết ăn cái này chị ơi. Nó ngon. Không em cũng không ăn. Ngon ba ba. Ăn nhẹ hả? Ủa sợ. Ừ, nè coi ba ăn nè. Ba là ba xử trước. Nè trời ơi Thảo mua bánh nhiều bánh mì dưới Thảo. Uê. Trời ơi. Thì nướng lại ăn. Quá trời luôn. Đó ba ăn cái nè, bánh mì Maki. Uê. Giờ bây giờ ai cái này là không không phải trung tâm Paris, ngoại ô Paris. À, giờ ai ăn gì ăn xong rồi còn như phải bỏ tủ lạnh đó. Nhiều quá. Elina ăn cái này không con? Ăn bánh rán, bánh cam. Bánh cam á, còn bánh cam không? Còn bánh cam. Này, để ta bắt nước chân, bánh mì cho con nha. Chân dung của chị hai cuốn sushi. Ta bị bệnh quá trời luôn. Ngoài bị ho. Thôi để nấu mì cho con ăn nha. Nhưng mà để con ăn này không? Elina ăn này không? Thảo chưa? Ok được chưa? Đây nè, xuống chi chút đẩy mít nè. Quá trời quá đất thơm luôn mọi người. Thơm phức luôn. Được chưa? Chờ mẹ anh xíu nha, đang đút em ăn mì. Được không anh? Để tắt hết cho em thử. Rồi. Được không? Trời ơi. Rồi. Anh chắc hồi đó giờ chưa bao giờ gỡ mít tự ăn đúng không? No. Đó thấy không? No. Chưa bao giờ mà. Gỡ mít ăn luôn. Đâu hồi đó về Việt Nam nhà mình có chảy mít mà anh. Nhà Thảo chắc mít nhất quá. Có chị. Nè xe chị. Trời ơi cái mít nè. Ngọt. Quá trời quá đất ha. Gì con? Trời cái muối mít nè, ngon anh, ngọt hả? Ngọt. À, mẹ đút con hả? Con không? Không, chị đang ăn mì. Nó ngon. Chưa, chị để em đút bé ăn. Rồi mẹ đút con ăn mì nha. Nè, con ăn mì là một tô luôn. Đâu, hơi cao quá để mẹ đút cho. Nè, 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 nè. Cái hộp hả? Nấu mà ngon lắm á. Ăn hộp mít chưa? Hộp mít chưa? Chưa, anh Hưng chưa đâu. Chưa hả? Ờ, cái hộp ngon. Đó, em ăn mì nè, đói bụng nè. Hộp sầu riêng. Sầu riêng, hộp sầu riêng quê. Ờ, hộp sầu riêng chị lại chưa ăn. Ngon không? Em không thích nó nhớt nhớt chị. Ủa gì hả? Ngoài. Đập không á? Nè, trời ơi, cái muối mít nè. Chị lại chưa ăn nha. Trời ơi nè, có muối mít. Con muốn gì? Hả? Con muốn cá gì? Con muốn thêm cô cá. Nè, ăn đi. Thôi rồi, merci, thôi đủ rồi. Trời ơi, công nhận mấy cái muối mít nó bự chị ha. Ừ, má trời quá đắt ngọt. Hồi xưa ở Việt Nam chị biết không, gỡ ăn tới sơ luôn á chị. Ăn tới sơ luôn á. Nhà con múc mày ăn tiếp đi con. Cái sơ nhỏ này nó không ngọt Thảo ơi. Rồi ăn đây giờ. Sơ này ăn không ngon chị. Sơ này nó trắng nè, nó bị trắng nè, biết không? Nó sơ vàng mới ngọt. Quay đúng rồi. Sơ mà nó vàng nó mới ngọt. Mẹ đút mì con nha. Nè Thảo ơi, Thảo. Mẹ xin chị. Đây nè, để đi qua quay cái món này nè. Món này nè. Trời cái này nè. Chị giữ lại cái hộp ốc bích nè. Đây nè, quay món này nè cô chủ nhà nè. Quay cái món này mới hết hồn nè. Món đâu rồi? Món gì? Đây. Mọi người biết món này món gì không? À, khoai mì. Cái này chị hấp hay chị luộc? Chị luộc. Đó, khoai mì nè, nghe chưa? Chị tắt hết cho Thảo. Quy tắt cho chị. Bỏ ấy bỏ tủ lạnh. À, cái gì? À, gái củ chi xuống là đãi củ mì liền. Đãi củ mì. Đãi củ mì. Quy củ chi là khoai mì nhiều vậy, khoai mì. Đó, trời ơi. Mì ngon quá mới mua luôn. Đó. Khoai mì nè, mua quá trời quá đắt luôn. Chị mua nhiều, quá nhiều luôn. Có ký mấy nha. Ký mấy hả chị? Ừ. Wow. Đây này. Ký mấy hả? Trời ơi, cái mít nè, cái muối mít nó thơm, giả men, ngon chị ha. Ngon. 7 đồng ký rẻ hả? Mui rẻ. Một trái. Chắc hơi mượn mẹ Luca mua. Ở trên Paris cũng có chị. Mà ngon vậy hả? Có ăn chưa bao giờ đâu biết. Em chưa. Nó nói là của Mexico á. Mexico hả? Mít ở Việt, mít ở trong Paris hay là nói là em cũng không biết ở đâu nhưng mà một trái là phải mười mấy ký á. 18 ký đó. Tại vậy mẹ nó mua trái 18 ký. Rồi ơi. Ngon thiệt á. Má trời luôn ha. Bởi vậy trái này là phải chia ra nhiều người. Sắp luôn ra chia quá trời luôn rồi. Còn kia là bánh cam. Nó ăn đó nha. Cam của Thảo làm. Bánh cam. Thôi bánh bò thất bại. Làm luôn. Có rễ tre nhưng mà nó hơi bị ấy. Thảo làm luôn.
Rồi, cái này người ta chấm với lại muối mè. Ờ, chỉ có mè kìa. Thôi, chậu nói vậy thôi, ý là mình nói vậy thôi. Cái này luộc mà thấy ăn cũng được hả? Thử miếng chưa? Chưa, chưa, em đang ăn bánh mì. Đây, đang gặm bánh mì. Thấy cũng mì ăn. Không biết đâu, không biết nãy mua salad. Nãy đi chiều trễ. Ồ, quá trời quá đất luôn. Thôi, bây giờ mình gặm tiếp. Rồi xong, video mình kết thúc ở đây. Rồi coi ngày mai nhà Hảo với lại nhà chị Trúc đi đâu nha. Đi trực tiếp. Đó. Ngày rồi. Mai đi trực tiếp nè. Ngày mai quay clip. Lâu quá không có ra clip. Rồi hẹn gặp lại ngày mai nha. Ui, hẹn gặp lại ngày mai. Xin chào cả nhà kênh Thảo nha. Như mai con. Mai nhà mình đi trực tiếp. À rồi nè. Rồi, con ăn cái với các con. Bye bye ông bà cô chú nha. Đi đi xe ói không bà cô chú ơi, ói mấy lần luôn nên bây giờ đói rồi nè. Xuống cô chú cho một tô mì luôn. Cho ăn mì gói. Rồi con chào ông bà cô chú, bye bye. Hai chị làm video dễ thương, lên ngồi ăn với mẹ. Đó, nhà chị Trúc quá trời quá đất luôn. Dây chầu bà. Ừ. Quá trời. Chị cắt bớt rồi đó, thấy không? Ôi. Chị cắt cả thảo.